Kỳ duyên Minh Triệu liên tục bị đàn chị chèn ép, ban tổ chức chương trình lên tiếng thanh minh. Những ngày gần đây, cư dân mạng đã không khỏi xôn xao trước một bài đăng lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc, bất bình trước kết quả của một chương trình tìm kiếm gương mặt có tiếng tại Việt Nam. Tập 7 của chương trình khép lại với chiến thắng thuộc về đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Tuy nhiên, kết quả này lại khiến một bộ phận khán giả dậy sóng, nhiều người cho rằng giám khảo và nhà sản xuất đã quá bất công với đội Kỳ duyên Minh Triệu. Cụ thể trong chương trình, sau khi các thí sinh tham gia thử thách chính, quay TVC quảng cáo, đại diện nhãn hàng cũng là giám khảo vòng thi đã liên tục dành lời khen ngợi, đánh giá cao team Kỳ duyên Minh Triệu. Tưởng chừng cặp đôi huấn luyện viên này đã nắm chắc được chiến thắng thì kết quả chung cuộc lại được công bố danh hiệu thuộc về đội siêu mẫu Vũ Thu Phương. Theo kênh 14, đại diện ekip đã lên tiếng khẳng định họ xác nhận rằng không bao giờ có chuyện chèn ép bất kỳ đội huấn luyện viên nào. Kết quả cuối cùng trong chương trình luôn được tổng hợp một cách minh bạch, công bằng và là do các giám khảo khách mời, đại diện nhãn hàng đưa ra. Tính chất của chương trình là các thử thách về quảng bá sản phẩm, chính vì vậy quyết định cuối cùng luôn thuộc về nhãn hàng, đồng thời chỉ có những đại diện từ nhãn hàng mới là người hiểu rõ về sản phẩm và biết nên lựa chọn những sản phẩm quảng cáo hay gương mặt nào phù hợp nhất cho thương hiệu của họ. Sẽ có hai tiêu chí để nhãn hàng lựa chọn đội chiến thắng trong mỗi thử thách. Tiêu chí thứ nhất là dựa trên phần thể hiện của thí sinh khi thực hiện tại trường quay onset. Tiêu chí thứ hai là đánh giá trên thành phẩm cuối cùng sau công đoạn hậu kỳ. Trong hai tiêu chí này thì tiêu chí thứ hai mới chính là yếu tố quan trọng để nhãn hàng đưa ra điểm số cũng như kết quả chung cuộc. Chính vì thế, có thể có những team thực hiện rất tốt khi tại hiện trường, nhưng ở phần hậu kỳ các huấn luyện viên cùng ekip lại không tạo ra một sản phẩm đúng tiêu chí và phù hợp với yêu cầu của nhãn hàng thì họ có quyền không lựa chọn và đồng thời đội đó cũng mất đi cơ hội giành chiến thắng. Nhà sản xuất giải thích, trước đó, một loạt bằng chứng được cho là phiếu đánh giá chấm điểm của nhãn hàng cho 3 team Minh Triệu, Kỳ Duyên, Anh Thư và Vũ Thu Phương ở thử thách tập 7. Cũng được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, thí sinh thuộc team Minh Triệu Kỳ Duyên có điểm số cao nhất 19.9, số điểm của thí sinh thuộc team Vũ Thu Phương là 9.88 và điểm các thí sinh thuộc team Anh Thư là 7.77. Hiện tại, bài đăng đã bị xóa, tuy nhiên thông tin này khiến khán giả xôn xao, nghi ngờ việc Kỳ Duyên Minh Triệu bị chèn ép ở chương trình. Dù vậy, một số khán giả lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của bảng điểm trên, bởi họ cho rằng những tờ giấy kết quả này mọi người đều có thể làm dễ dàng, đăng mỗi tờ giấy lên, không có gì chứng minh cả, cũng khó tin lắm. Chưa xác thực được những tờ giấy này. Về vấn đề này, nhà sản xuất cũng cho biết, đó chỉ là phần chấm điểm trực tiếp tại trường quay khi các thí sinh đang thực hiện phần thi, hoàn toàn không phải là những điểm số cuối cùng quyết định đội chiến thắng trong thử thách. Nhà sản xuất khẳng định sẽ luôn tôn trọng quyết định của nhãn hàng vì chỉ có nhãn hàng mới hiểu được sản phẩm của mình. Mỗi nhãn hàng đều sẽ có những yêu cầu nhất định đối với từng thử thách. Vì thế, ngoài việc tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo, thì việc làm đúng và đủ là điều rất quan trọng. Nếu một sản phẩm TVC hay hình chụp không thể sử dụng cho mục đích quảng cáo được thì nhãn hàng có quyền không lựa chọn sản phẩm đó. Ban tổ chức chương trình sẽ luôn tôn trọng quyết định của nhãn hàng đồng hành trong chương trình bởi sau cùng họ mới chính là những người sẽ ký hợp đồng làm việc với các thí sinh và sử dụng những sản phẩm quảng bá từ chương trình, mục đích quảng bá sản phẩm rộng rãi đến với khách hàng. Về chuyện bị chèn ép tại chương trình, Minh Triệu cũng từng thẳng thắn chia sẻ về chuyện này, Triệu thấy mỗi người sẽ có nhận định khác nhau. Khi Triệu và Duyên ngồi tại chương trình, việc mình để tâm nhiều nhất là sự công bằng cho thí sinh, làm sao để bọn mình bảo vệ được thí sinh tốt nhất và quan tâm tới tương lai của các em, đó là những điều trong một tháng rưỡi ghi hình bọn mình quan tâm nhiều nhất, còn lại Duyên và Triệu không có đủ tâm trí để nghĩ đến việc có bị chèn ép hay không. Triệu nghĩ đó là nhận định của từng người, không có đúng hoặc sai vì là cảm nhận mà. Hiện người hâm mộ Kỳ Duyên Minh Triệu đã phần nào an tâm hơn sau khi nghe được những lời giải thích từ chính ban tổ chức chương trình.